Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với channel OVBiz. Trên chính trường Việt Nam hiện nay có rất nhiều lãnh đạo cấp cao tuổi giáp dần năm 1974. Tuổi này được xếp vào mệnh thủy với nạp âm là đại khơi thủy, tức là nước suối lớn. Đặc điểm của mệnh thủy là mang lại sự uyển chuyển, linh hoạt và khả năng thích ứng cao. Người tuổi giáp dần thường có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và rất thông minh. Về sự nghiệp, họ thường có tầm nhìn xa và khả năng quản lý tốt. Họ rất nhạy bén và có chiến lược. Do đó, họ dễ dàng đạt được thành công trong công việc. Hôm nay xin mời quý vị cùng OVBIT điểm danh 6 lãnh đạo cấp cao tuổi giáp dần năm 1974, quyền lực nhất hiện nay. 1. Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Người phụ nữ tuổi duy nhất giáp dần lọt vào danh sách này chính là bà Bùi Thị Quỳnh Vân, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1974, quê quán tại phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, là một nữ chính khách. Bà hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Được biết sự nghiệp của bà gần như gắn bó với tỉnh Quảng Ngãi trong đó, từ năm 1995 đến năm 2014, bà lần lượt giữ các chức vụ cán bộ ban tổ chức tỉnh đoàn Quảng Ngãi, phó tránh văn phòng tỉnh đoàn, trưởng ban tư tưởng văn hóa tỉnh đoàn, phó bí thư thường trực tỉnh đoàn, rồi bí thư tỉnh đoàn và bí thư huyện ủy Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi. Từ tháng 9 năm 2014 cho tới tháng 6 năm 2016, giữa các chức vụ trưởng ban dân vận tỉnh ủy Quảng Ngãi, bí thư huyện ủy Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ủy viên dự khuyết trong ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 18 tháng 4 năm 2019, tại hội nghị lần thứ 15 ban chấp hành đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa 19 với tỷ lệ 43 trên 43 phiếu tín nhiệm, bà được bầu giữ chức phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Nguyễn Thanh Quang nghỉ hưu theo chế độ. Ngày 15 tháng 5 năm 2019, giữ chức phó bí thư thường trực tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 4 tháng 8 năm 2020, với 45 trên 45 phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%, bà đã trúng cử chức danh bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 22 tháng 10 năm 2020, giữ chức bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, làm ủy viên chính thức trong ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. 2. Phạm Đại Dương, bí thư tỉnh ủy Phú Yên hiện là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa 13, bí thư tỉnh ủy Phú Yên. Phạm Đại Dương sinh năm 1974, quê quán ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Là cháu nội của đại tá Phạm Trinh Cán, là nhà hoạt động cách mạng, đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, nhà giáo Việt Nam, từng giữ chức vụ tránh văn phòng Bộ Giáo dục dưới thời Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyền, sau đó làm hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, nay là Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Phạm Đại Dương từng trải qua các chức vụ trưởng phòng hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư khu công nghệ cao Hòa Lạc. Phó trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc và trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ngày 5 tháng 10 năm 2015, được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Đảng bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 1 tháng 8 năm 2018, được Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 luân chuyển, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 và được giới thiệu ứng cử vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên. Ngày 29 tháng 8 năm 2020, giữ chức Bí thư tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020. 3. Lê Quang Mạnh, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội. Hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025. Lê Quang Mạnh sinh ngày 14 tháng 4 năm 1974, người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào, quê quán tại thị trấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Lê Quang Mạnh công tác thời gian dài ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, trải qua nhiều chức vụ khác nhau như Cục trưởng Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Vụ trưởng Kinh tế Đối ngoại, Vụ trưởng Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ. Tháng 3 năm 2018, Lê Quang Mạnh được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông báo ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, được bầu làm ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Từ tháng 7 năm 2021 là đại biểu Quốc hội khóa 15, ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội và trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Ngày 22 tháng 5 năm 2023, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. 4. Lê Ngọc Quang, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Hiện là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Lê Ngọc Quang sinh ngày 27 tháng 1 năm 1974, quê quán tại xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, nay là phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ chuyên môn cử nhân báo chí, tốt nghiệp khoa báo chí, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1995. Sự nghiệp của ông là từ trước tháng 11 năm 2019, trưởng ban thời sự Đài truyền hình Việt Nam. Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định số 1595 quy đề TTG bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài truyền hình Việt Nam. Tháng 12 năm 2019, ông kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Tháng 1 năm 2020, ông kiêm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống ết và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm. Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Bí thư Đảng ủy Đài truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 22 tháng 3 năm 2021, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam thay cho nhà báo Trần Bình Minh nghỉ hưu. Năm, Vũ Hải Quân, giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, là phó giáo sư, tiến sĩ ngành trí tuệ nhân tạo, chính trị gia. Ông hiện là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Hải Quân sinh năm 1974 tại xã Gia Minh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ông học trung học cơ sở và trung học phổ thông ở phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Từ năm 1991, theo gia đình và sống ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ông tốt nghiệp khoa toán tin học, trường đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 1996 với khóa luận đạt điểm tuyệt đối và được trao giải nhất, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học. Trong những năm 1999 cho tới năm 2001, ông tham gia dự án phát triển hệ thống đào tạo từ xa qua mạng. Kết quả nghiên cứu là hệ thống và chương trình đào tạo từ xa đầu tiên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai ở trung tâm CITD, nay là trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2001, ông nhận học bổng làm nghiên cứu sinh của trường đại học The Trento, Italia. Ở đây, ông tham gia nhóm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo với đề tài về dịch tiếng nói đa ngôn ngữ. Đầu năm 2005, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và nhận học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ postdoc của trường đại học Luven, Vương quốc Bỉ. Từ năm 2007 đến năm 2017, tiếp tục công tác giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời giữ nhiều chức vụ quan trọng tại trường đại học khoa học tự nhiên như trưởng phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo AI Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế iTech, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tháng 10 năm 2017, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 2020, được bầu giữ vị trí Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 1 năm 2021, giữ chức giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tháng 5 năm 2021 Chúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Thủ Đức với 60,93% số phiếu hợp lệ. 6. Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Người cuối cùng trong danh sách này đó là ông Nguyễn Thành Tâm, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1974, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông hiện cư trú số 9, hẻm 2, đường Phạm Công Khiêm, phường 3, thành phố Tây Ninh. Cha là Nguyễn Văn Thắng, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyên trưởng Ban An ninh tỉnh, mất năm 1985. Mẹ là Đoàn Thị Nguyệt, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Nguyên tỉnh ủy viên, mất ngày 15 tháng 9 năm 2022 từ năm 1996 đến năm 2004, lần lượt kinh qua các vị trí chuyên viên phòng tổ chức cán bộ lao động, biêu điện Tây Ninh, phó bí thư đoàn biêu điện, phó trưởng phòng tổ chức cán bộ lao động biêu điện tỉnh Tây Ninh. Từ tháng 12 năm 2004 đến tháng 8 năm 2009, giữ các chức vụ phó giám đốc rồi quyền giám đốc Sở Biêu chính Viễn thông Tây Ninh và phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh. Từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 9 năm 2010, là bí thư tỉnh đoàn tỉnh Tây Ninh. Ngày 10 tháng 9 năm 2010, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 9, ông được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015. Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 10 năm 2013, giữ chức Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Tây Ninh, sau đó là Bí thư huyện ủy Gò Dầu. Ngày 15 tháng 10 năm 2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 10, ông được bầu vào Ban chấp hành Ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 rồi trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 1 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 9, ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 9 với trên 98% số đại biểu đồng ý. Ngày 15 tháng 10 năm 2020, tái đắc cử chức danh Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 100% phiếu bầu ngày 30 tháng 1 năm 2021, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 30 tháng 6 năm 2021, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Trên đây là 6 lãnh đạo tuổi giáp dần quyền lực nhất Việt Nam hiện nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share đồng hộ OVBiz. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.